Một bảng xếp hạng mới vừa gọi tên Việt Nam. Cụ thể, Việt Nam là một trong 5 quốc gia hàng đầu phải chịu trách nhiệm cho khoảng 13 triệu tấn nhựa được thải ra đại dương trong một năm. Và tình trạng lạm dụng đồ nhựa dùng một lần vẫn gia tăng mọi nơi trên khắp đất nước ta. Hạn chế đồ nhựa dùng một lần để hạn chế rác thải nhựa đang là khẩu hiệu của mọi quốc gia, nhất là những nước đang phát triển như Việt Nam. Một trong những nỗ lực mà chúng ta đang thực hiện đó là thay thế dần các chất liệu thân thiện môi trường trong việc sản xuất các loại đồ dùng sinh hoạt. Và ở những thành phố lớn, chúng ta đang kỳ vọng giấy sẽ thay thế nhựa để bảo vệ môi trường. Hàng ngày, chúng ta vẫn thường nghe một câu hỏi quen thuộc: rác ở đâu ra mà lắm thế? Câu hỏi này xuất phát chủ yếu từ những người cao tuổi. Sở dĩ vậy, vì ông bà ta ngày xưa dùng tích, chén, bát, bằng sành, sứ để uống nước, ăn cơm, dùng bi đông sắt để mang theo nước uống, dùng giỏ mây để đi chợ. Đó đều là những sản phẩm có thể dùng đi dùng lại nhiều lần, nên dễ hiểu vì sao lượng rác thải ra môi trường lại ít như vậy. Cuộc sống thay đổi nhanh với những xô bồ, tất bật, sự tiện lợi được đặt lên hàng đầu. Đồ nhựa dùng một lần xuất hiện khắp nơi, đó là túi ni lông ngoài chợ, trong gian bếp. Các loại hộp xốp ở công sở, các loại cốc nhựa, thìa nhựa, ống hút nhựa có mặt ở hầu khắp các quán nước, quán cà phê và không gian công sở. Tổ chức Lương nông Liên Hợp Quốc FAO cảnh báo, mỗi năm Việt Nam thải ra môi trường 1,8 triệu tấn rác thải nhựa. Phải khuyến khích người tiêu dùng tẩy chay, từ chối với những cái sản phẩm ni lông khó phân hủy. Không thể phủ nhận những cái ưu điểm của túi ni lông là nó rất nhẹ, nó rất bền. Chúng ta tìm cách sản xuất ít đi những cái sản phẩm ni lông khó phân hủy thì cuối cùng cũng sẽ làm cái góp phần cho cái việc giảm thiểu cái túi ni lông đi vào môi trường. Thời gian gần đây trong cộng đồng đang bắt đầu có trào lưu nói không với sản phẩm đồ nhựa, nhất là đồ nhựa dùng một lần. Ở một vài quán cà phê, các loại cốc, ống hút đều không phải là đồ nhựa hoặc đồ nhựa dùng một lần. Thay vào đó, khách thưởng thức đồ uống bằng các loại cốc thủy tinh inox, hướng dương đựng trong đĩa sành, sứ. Học tập ông bà ta trong việc lựa chọn sử dụng đồ dùng đựng đồ ăn, thức uống cũng là một cách bảo vệ môi trường, vừa mới mẻ nhưng cũng rất đỗi quen thuộc. Ống hút bằng giấy này thực ra là nó cũng rất là thân thiện với môi trường. Đấy, vì này nó khác hẳn là ống hút và nhựa. Thấy đặc điểm của quán này là cái ống hút này bằng giấy. Tôi rất là hay vào quán này. Khi khách muốn mua đồ uống mang đi thì những chiếc cốc giấy sẽ được sử dụng chứ không phải là cốc nhựa dùng một lần. Dù giá thành của cốc giấy có đắt hơn so với cốc nhựa dùng một lần, nhưng để bảo vệ môi trường, nói không với rác thải nhựa, những chiếc cốc giấy, ống hút bằng giấy đã xuất hiện ở nhiều nhà hàng, quán cà phê tại Hà Nội. Mình thấy đầu tiên là khi mà cầm cái cốc này lên là cảm giác mình sang chảnh hơn. Khi mà mình cầm cái cốc này là mọi người đã biết là mình đang góp phần bảo vệ môi trường. Cá nhân mình thì mình thấy việc sử dụng đồ giấy thay cho đồ nhựa là rất tốt. Và mình sẽ thay đổi thói quen của mình để góp phần bảo vệ môi trường hơn. Em thật sự mong muốn là cái hành động này và cái phong trào này sẽ lan rộng ra nhiều hơn nữa, không chỉ trong các cửa hàng đồ uống mà tất cả mọi người sẽ cùng ủng hộ cái phong trào này ạ. Một cái túi ni lông, một ống hút nhựa, một cái cốc nhựa chỉ sản xuất trong vài giây, sử dụng trong vài phút, quẳng đi chẳng chút vướng bận. Nhưng di chứng nó để lại cho môi trường thực sự là một thảm họa. Và rõ ràng, những chiếc cốc giấy, ống hút giấy đang là những hành động tích cực góp phần nâng cao nhận thức về môi trường cũng như cải thiện môi trường sống của chúng ta.